Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phục Đàm, Chi Long, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch năm 2023. Được các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam nữ mạng. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà bạch đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tính cách và khí chất của tuổi Giáp Thìn khá dễ gần, họ là người có chí cầu tiến, rất chính kiến và lập trường vững chắc. Tuy khó khăn ở giai đoạn niên thiếu, nhưng nhờ ý chí, bản lĩnh mà cuộc sống của họ về sau khá thanh thản và của cải đầy đủ. Tuy nhiên, họ thường thích làm việc không có nguyên tắc, yêu thích sự tự do và ngẫu hứng, khiến cho họ bị giảm đi sự tin tưởng của người khác. Nhìn chung Giáp Thìn có vận mệnh tốt, ít gặp khó khăn, cuộc sống luôn đủ đầy và sung túc. Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa, là người có tư duy hướng đến tri thức, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ. Thường đi chung một bậc khi trao đổi và tiếp cận với họ, bạn sẽ gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên hãy trân trọng người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, cho nên tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, họ biết quan tâm người khác. Tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa cũng có toan tính nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư. Giáp Thìn 1964, mệnh phúc đăng hỏa. Dù là nam hay nữ thì cũng đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác, cũng có khá nhiều đào hoa nở rộ. Tuy không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng họ là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình. Chính vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công, có thể do họ quá khéo léo, ứng biến linh hoạt, biết tuân theo quy tắc ngầm, cho nên có thể khiến cho người khác cảm giác rằng họ giả tạo, sống không thật. Tuổi Giáp Thìn thường sẽ bị kích động, củng cố chấp, miệng lưỡi sắc sảo, giỏi ngụy biện gây chuyện thị phi. Họ luôn làm việc theo từng bước có sẵn, chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Song người này cũng có lúc tỏ vẻ tự mãn và coi thường người khác. Về sức khỏe, người này ít khi đau ốm nặng, song nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, tốt nhất là về vấn đề ăn uống. Người này không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính toán. Quan trọng của việc đầu tư, tiết kiệm là khi xảy ra vấn đề về tài chính. Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi phải lo nghĩ hay vất vả, tóm lại họ có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Xét tử vi cho thấy, năm 2023 được đánh giá là có khá nhiều thách thức nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Thìn nói chung. Và Giáp Thìn nói riêng, hung vận lớn, nhưng không phải không có nguy cơ hội cho con giáp tuổi này trở mình. Do ảnh hưởng của hạn Thái Tuế 2023 và năm giữa tam tai, cho nên quý mệnh gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành. 3 tháng cuối năm 2023 có thể là thời gian hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi Giáp Thìn làm gì cũng cần hết sức chú ý. Đây cũng là năm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình. Bạn còn có thể rơi vào bẫy của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, vận khí sa sút sẽ khiến cho tài khí của quý mệnh hao hụt. Tốt nhất lúc này, bạn nên cân nhắc kỹ khi tham gia các dự án công việc,
suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư cũng tốt nhất là tùy khả năng của mình mà không nên mù quáng chi tiêu, chú trọng tiết kiệm. Đây cũng là năm mà bạn nên thận trọng trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn lứa đôi có thể gia tăng, người độc thân cần tránh đứng núi này trông núi nọ, kẻo mất cả chì lẫn chài. Tình cảm cần được bồi đắp dần qua năm tháng, chứ không thể ngày một ngày hai, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc khó tránh và tình cảm có thể khiến cho bạn chán nản, thất vọng dần sinh tâm bệnh. Chính vì thế, bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả người xung quanh. Và sau đây là chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong 3 tháng cuối năm 2023 như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. So với tử vi tuổi Thìn những năm đầu tháng, vẫn còn khá thuận lợi. Sang 3 tháng cuối năm 2023 này, quý mệnh mới thực sự phải chịu trận. Với những hung hiểm phải đối diện, hung vận gia tăng liên tiếp ảnh hưởng, đồng thời với hai cục diện hại thái tuế và hạn tam tai 2023. Bước vào năm giữa khó khăn áp lực, thách thức là tất cả những gì mà người cầm tinh con rồng không thể tránh được. Đây là lúc hầu hết các kế hoạch cũ mới của bạn đều vấp phải cản trở nhất định. Nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan, khởi sự khó thành, việc cũ dang dở. Điều này cũng dễ đặt ra thử thách cho sự kiên trì và ứng biến linh hoạt của quý mệnh. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong những lần tam tai này. Chính vì thế, tuổi Thìn được khuyên làm gì cũng cần chú ý nhé. Mọi việc bạn nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực của bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến cho người khác phải thất vọng, vận khí thăng trầm bất ổn, khiến cho bạn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài, nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến quý mệnh dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy, hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể. Với người đang muốn thay đổi công việc, không phải là thời cơ tốt, dù vẫn có cơ hội làm việc, song quan trọng nhất là bạn biết mình cần gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Hung vận lớn nhưng không phải là không có cơ hội cho quý mệnh trở mình. Trong hung tàng có sao tốt, chủ về công danh và ấn quan và thiếu dương sẽ giúp gia tăng phúc thọ, giúp giải cứu giải nguy cho bạn vào đúng lúc. Chỉ cần bạn có nỗ lực thật sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Nhìn chung 3 tháng cuối năm, Quý Mão 2023 với Giáp Thìn diễn ra tốt đẹp hay trắc trở, hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh. Đây là một năm bận rộn, cuốn bạn vào trong một guồng quay mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn rèn rũa bản thân với những kinh nghiệm trực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Bạn hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống nhé. Về mặt tài lộc, bạn được dự đoán là có 3 tháng cuối năm, tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút, hung vận từ hạn thái tuế và tam tai sẽ khiến quý mệnh gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên. Chính vì thế, quý mệnh hết sức chú ý. Quý mệnh tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Quý mệnh đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả giá không nhỏ. Do đó trước khi hành động, bạn đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải chắc chắn đến đấy. Quý mệnh không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời. Thành công không được trọn vẹn, chi tiêu cần chú trọng tiết kiệm. Người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong những tháng cuối năm 2023 này. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh ít chịu ảnh hưởng hơn, dù nguồn thu không tăng tiến là mấy. Đặc biệt tuổi Giáp Thìn cần nhớ các việc phạm pháp, lách luật hay những trò mang tính đỏ đen không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Cục diện hại thái tuế cộng thêm ảnh hưởng từ tam tai sẽ khiến cho quý mệnh có thể vướng vào kiện tụng. Nếu làm ăn bất chính, bạn chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt nhé. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm bạn liên tục chịu áp lực về tài chính, nhưng một khi đã vượt qua, quý mệnh vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Chính vì thế, bạn đừng chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc nhé.
hãy kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi năm 2023 nhận định vận hạn bùa vây khiến đường tình duyên của bạn ở tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch chịu nhiều tác động bất lợi, dù trong năm vẫn có đào hoa chiếu mệnh, vốn là năm được Bách Việt chủ nhân duyên nhập cục. Cát tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn, bất luận là người độc thân hay đã có gia đình, đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa hạnh phúc. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, có quan hệ xã giao rộng rãi, dễ tìm kiếm được đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Cục diện tương hại xuất hiện khiến tình cảm dễ đi đến, dễ đi có hỷ ái và có u sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Quý mệnh có nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài với bạn. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bạn có thể mất cả chì lẫn chài. Còn những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt về mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Bạn sẽ không giữ cho họ mãi mãi bên mình bằng cách này. Chìa khóa chuyện tình cảm của bạn trong năm này là tình yêu dành cho người xứng đáng. Với người đã có gia đình, lại càng cần cảnh giác nhé, vì bạn dễ bị cám dỗ mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cảm xúc thất thường cũng khiến cho quý mệnh có một cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, như giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi. Một khi không thể làm chủ được cảm xúc thì bạn dễ nóng vội và đưa ra quyết định sai lầm. Về mặt sức khỏe thì tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện hại thái tuế, tinh thần bị tác động mạnh là nguyên nhân chính khiến sức đề kháng tăng, nguy cơ bệnh tật. Trong năm có nhiều việc phải lo toan và suy nghĩ, trục trặc trong cả công việc và tình cảm có thể khiến cho bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Chính vì thế, bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tính khí của bạn. Suy nghĩ thoáng mọi chuyện, dành thời gian để thư giãn tinh thần, điều hòa khí huyết nhé. Hung vận lớn, cho nên bạn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông. Chú ý đến các vấn đề an toàn, bạn có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức và có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nguy cơ bệnh tật nếu có nhé. Và sau đây là vận trình tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong 3 tháng là tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023 và cẩm nang vượng vận dành riêng cho quý mệnh. Đầu tiên là tháng 10 âm lịch 2023. Theo dõi tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch thì bạn trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Bạn ưu tiên những gì an toàn, không thích tranh đấu vì nhận ra rằng việc này chỉ khiến cuộc sống của mình thêm nhiều mệt mỏi căng thẳng, nhưng tiền bạc cũng chẳng tăng tiến. Giáp Thìn tháng 10 âm lịch có phương diện sự nghiệp tuy chưa có gì gọi là bùng nổ hay thành công ngoài mong đợi, nhưng hiện tại có nhiều khởi sắc tiến triển tốt hơn so với tháng trước. Nhìn chung, quý mệnh đã có những nỗ lực và kết quả công việc đã có thay đổi, có thể cách thức của bạn không đủ nhanh, nhưng người khác cảm thấy hài lòng với cách mình làm. Thế nên, nếu ai có chỉ trích hay chê bai hoặc là mang ra để so sánh, thì bạn cũng đừng buồn phiền nhé. May mắn là bạn có Thái Dương Cát Tinh phù trợ, cho nên những khó khăn của tuổi Giáp Thìn trong tháng mới cũng lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự ổn định, cân bằng mà bạn muốn có. Càng về cuối tháng, bạn sẽ càng bớt đi sự tranh đua, tìm được hướng đi, hướng phát triển cho lĩnh vực của mình mà không bị phụ thuộc quá vào ngoại cảnh. Về tài lộc của bạn trong tháng 10 âm lịch thì thương quan xuất hiện có thể gây mất mát tiền bạc cho quý mệnh bất cứ lúc nào. Chính vì thế bạn không nên lơ là chủ quan, mỗi khi đi ra đường nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền mặt, nên ưu tiên để tiền trong thẻ. Ngoài ra, đừng chọn lựa trang phục đắt tiền, kẻo gây chú ý với kẻ gian. Đừng để công sức của bạn dành tiền suốt một thời gian qua chỉ vì một chút bất cẩn mà mất hết. Nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc nhé, để đảm bảo an toàn cho mình. Thêm nữa, vì tài chính chưa gia tăng được như mong muốn, bạn cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả là món đồ rẻ hay là giảm giá. Nếu bạn muốn mua nhiều cũng sẽ mất một khoản tiền lớn đấy nhé. Xem luận giải tử vi cho thấy thì tháng này ngũ hành tương sinh mang lại vận may về tình cảm cho tuổi Giáp Thìn, có thể là người độc thân thoát ế và vui vẻ làm quen gặp gỡ người mới. Nhất là khi thiên diêu chủ đào hoa ghé thăm, sẽ giúp cho nhiều người thoát khỏi cảnh độc thân. Tuy nhiên, có nhiều người gặp khó khăn trong việc lựa chọn bạn vì chưa biết ai mới thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên trong tháng này, những ai đã có đôi thì nên thận trọng đừng để những cám dỗ lôi kéo.
khiến cho bạn sau này cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đang có đó. Về sức khỏe, thì tháng 10 âm này, bạn cũng sẽ cần lưu tâm hơn tới sức khỏe. Thiên Nguyệt xuất hiện chủ về ốm đau, ảnh hưởng tới sức khỏe, liên tục xuất hiện tình trạng bất thường. Bạn lúc này cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, chính vì thế quý mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tháng mới nhé. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế uống rượu bia, chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn nữa đấy. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tý, tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu, màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng, con số may mắn là số 76 và số 94. Tiếp theo là tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Tháng mới, hối hả và nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. So với tháng 10 âm lịch, thì tháng này với nhiều dự định kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận vài tín hiệu vui trong tháng này đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Bạn đừng quên chia sẻ điều đó với người bạn yêu mến. Tháng này có nhiều vận hạn của bạn được đẩy xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông và thuận lợi, rất hợp lý khi bạn có mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu suốt, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng khiến cho bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm đó. Chính ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ và đẩy công việc của bạn thuận lợi hơn, khi mà mọi thứ đi vào guồng quay sẽ đỡ tốn công sức hơn trước đây với sự xuất hiện của các tinh hỗ trợ. Cho nên tháng mới này bạn có tài lộc rất dồi dào, có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình, có nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng 11 âm lịch này. Tuy nhiên, ngũ hoàng nhập cục chính tây báo hiệu, quý mệnh trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật, do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ, còn những khoản mà có lãi suất cao thì bạn cần trả ngay lập tức nhé. Chớ để đêm dài lắm mộng, thêm phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi, nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình. Tháng 11 của tuổi Giáp Thìn âm lịch, ngũ hành xung khắc cho thấy khả năng xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động, khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt. Tuy nhiên, nếu được ai đó chia sẻ, thì bạn sẽ sớm nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đối phương là người tốt bụng, hiền hòa. Và bên cạnh đó có một số nhược điểm là điều không thể tránh khỏi, chính vì thế bạn hãy đón nhận và yêu thương thay vì chỉ trích đối đầu bạn nhé. Về sức khỏe, đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất tinh thần, dành thời gian ở bên người thân yêu nhiều hơn vì yếu tố tinh thần cũng phần nào giúp cho bạn cải thiện được bệnh tật. Nhất là những ai có bệnh nặng thì thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định còn dang dở. Ngoài ra, những ai đang bận rộn vì công việc thì đừng cho rằng mình khỏe mà bắt đầu lơ là. Dù đang bận đến đâu, thì bạn cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng, bởi khi có sức khỏe, bạn mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ tốt được. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu đen và trắng, con số may mắn là số 86 và số 97. Cuối cùng là tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Theo dõi tử vi hàng tháng thì bước sang tháng chạp, tuổi Giáp Thìn chịu sự chi phối của cục diện tương phá, báo hiệu tiểu nhân đeo bám, gây cản trở nhiều trong công việc cuối năm. Công việc dồn ứ nhiều, gây ra áp lực khiến cho bạn phải tất bật cả ngày, thậm chí còn phải tăng ca, mang việc về nhà làm, ấy vậy mà có kẻ ghen ăn tức ở, tìm cách nói xấu sau lưng nhằm trục lợi cá nhân. Nhưng may mắn là quý mệnh có nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ, lại có thiên đức soi đường dẫn lối. Cho nên bạn hoàn thành mọi việc đúng tiến độ, cấp trên không những không phàn nàn mà còn ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng cho bạn. Còn người làm công ăn lương sẽ có một tháng bận rộn nhưng bù lại được nhận mất lương và thưởng khá hậu hĩnh. Mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời, khi đã vượt qua, chắc chắn bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn so với tưởng tượng. Công việc kinh doanh buôn bán tiến triển khá suôn sẻ, mặc dù bị cạnh tranh nhưng thời điểm cuối năm mọi nhu cầu dịch vụ đều tăng. Chính vì thế, quý mệnh nhân cơ hội này mở rộng quy mô kinh doanh nhé, thúc đẩy doanh số bán hàng hứa hẹn về thành quả xứng đáng. Theo tử vi học phương Đông thì bước sang tháng 12 âm lịch có chính tài xuất hiện, chính vì thế bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, tiền hết lại có. Và bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn mà quý mệnh kiếm được, dù những khoản thù lao đáng ngưỡng mộ ngoài thu nhập chính
thì các khoản thu phụ trong tháng cũng khá nhiều. Chính vì thế, túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh, tha hồ mà mua sắm ở dịp Tết cổ truyền này. Chỉ có điều là cục diện tương phá vẫn ảnh hưởng từ xa, bạn làm gì cũng cẩn trọng, quản túi tiền thật chặt, đề phòng bị mất trộm, kẻo kẻ tiểu nhân lừa gạt. Xem phi tinh tháng thì bát bạch chủ tài tinh, gặp ngũ hoàng đại sát tinh ở phương Bắc. Chính vì thế, tài tinh dễ bị hao tổn, khó phát huy tài tinh, chính tài, khiến cho quý mệnh có tiền, nhưng mà khó giữ. Và để khắc phục tình trạng này, thì bạn nên đặt biểu tượng tỳ hưu phong thủy ở hướng Bắc của phòng khách ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải hung khí, lại thúc vượng tài khí, rất có lợi cho người kinh doanh buôn bán đó. Phương diện tình cảm của bạn thì gặp khá nhiều trục trặc trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này, gia đạo bất ổn, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xoay quanh các vấn đề về tài chính như tiêu pha tiền bạc, nuôi dạy con cái và quà cáp biếu xén vào dịp Tết, rồi xung đột giữa cha mẹ và con cái cũng liên tiếp xảy ra, khiến không khí gia đình căng thẳng. Cách duy nhất khiến tình hình trở nên khả quan hơn là bạn cần dành thời gian quan tâm nhiều tới mọi người trong nhà. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ đứng ra làm sợi dây kết nối mọi thành viên thông qua con đường đối ngoại để có thể sẽ chia và hàn gắn xung đột. Mặc dù dấu hiệu đào hoa không đến nỗi quá tệ, còn người độc thân chưa thể tìm thấy đối tượng ưng ý vì quá kén chọn, trong tháng thổ vượng thì tính khí tuổi Giáp Thìn bất ổn, tâm tính thay đổi nhiều, có xu hướng bảo thủ khi xử lý mọi việc. Chính vì thế mà tinh thần luôn bị ức chế áp lực, gây ra tình trạng mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tháng này, quý mệnh có lộc ăn uống, thường xuyên được mời tiệc tùng, khó tránh việc phải uống nhiều bia rượu, ăn uống quá độ, khiến cho hoạt động của gan và thận bị quá tải. Điều này khiến cho cơ thể cảm thấy ì ạch, ăn uống khó tiêu, da rẻ nổi nhiều mụn trứng cá, giấc ngủ bị gián đoạn. Ngoài ra, bạn cần chú ý đi đứng lái xe an toàn, tránh gặp phải va quẹt bất ngờ. Tháng này thì luôn có âm sát ngấm ngầm tìm cách quấy phá, chính vì thế bạn phải thận trọng đề phòng vẫn hơn nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thân và Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và Mão, màu sắc may mắn là màu xanh dương và xanh lá, con số may mắn là số 97 và số 86. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính là do bản thân mình chọn, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi, bạn biết đấy. Nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn, không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công. Chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách, chứ đừng nói gì đến hai chữ thành công. Quả đúng là như vậy, có nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn vươn lên thì mới mong có thành quả tốt đẹp đến với mình. Dưới đây là 8 điều để trở thành người tốt và thành công hơn, theo lời Phật dạy. 1. Phúc hậu. Hậu đức tại Phật, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt chân chính, trước tiên là phải có phúc hậu, đối đãi với người trên kẻ dưới hòa nhã, hiền hậu. 2. Lương thiện. Ban ngày không làm chuyện khuất tất, ban đêm không sợ ma gõ cửa, nhà Phật hướng thiện, lấy lương tâm làm thước đo của một người. 3. Giữ chữ tín. Người có tín thì vạn người tôn trọng, người bất tín thì vạn người khinh khi, làm người lấy chữ tín gian mình, không dối trá, thất hẹn với người khác, chính là tiêu chuẩn Phật dạy làm người tốt. 4. Khoan dung. Khoan dung chính là vĩ đại, làm người không nên chấp nhận thất bại, mà phải có cái nhìn thoáng rộng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm, để giáo hóa cái sai bằng tấm lòng. 5. Thành thật. Điều cơ bản này hẳn ai cũng biết, thật thà là cha giả dối, làm người phải đàng hoàng, thẳng thắn, kẻ lươn lẹo, dối trá, tất bị quả báo. 6. Khiêm tốn. Phật dạy làm người tốt, tức là không được ngừng tu dưỡng, cố gắng luôn kính trên nhường dưới, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm cung giữa mình. 7. Chính trực. Người sống ở đời phải chính trực, không rèm pha xu nịnh, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh vì lẽ công bằng. 8. Kiên trì. Phật dạy làm người tốt và thành công hơn trong cuộc sống thì phải thật kiên trì, dũng cảm đối diện, không nao núng, chỉ cần tu dưỡng tốt, công lao không bao giờ phí. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.